Kinh văn, A Nan tới cũng biết bản nguyện, tán rằng đây là mục 4 A Nan chứng thuyết có hai phần. Đầu tiên là kinh gia thuật chứng, sau đó là vị ấy tự trần thuyết, đây là phần đầu. Kinh văn, bấy giờ A Nan tới hộ trì chư Phật pháp, tán rằng đây là phần vị ấy tự trần thuyết, nói rõ bản thân vốn ở địa vị cao nhưng thị hiện hóa làm thị giả, cho nên nói là phương tiện làm thị giả. Kinh văn, bấy giờ Phật bảo tới vẫn như ngày nay, tán rằng dưới là phần thứ hai, nói về việc thụ ký của La Hầu La Trường Hàng có 4 ký, 1 tên, 2 nhân, 3 theo lệ trước, 4 kế tự, đây là 2 ký đầu. Kinh văn là đạo thất bảo hoa tới Tam Miệu Tam Bồ Đề, tán rằng đây là 2 ký cuối. Chữ đọc là đạo, Ngọc Thiên giải thích đạo là dẫm, là giày xéo lên mà đi. Thích Giảng nói chữ đạo cũng có nghĩa như chữ đạo, vì đạo là dùng chân mà dẫm lên cũng như đi đường. Kinh văn, bấy giờ Thế Tôn tới nhất tâm cầu Phật đạo, tán rằng đây là 4 tụng chia làm 4 mục. 1. Thường làm con ta. 2. Làm con các Phật. 3. Trình bày mật hạnh. 4. Thuyết về thắng nhân. Đây là 2 mục đầu. Phật có 3 con, đây là con lớn nên gọi là trưởng. Kinh văn, mật hạnh La Hầu La tới để tới đạo vô thượng, tán rằng đây là 2 mục sau. Tôn giả lưu thân ở cõi Thiệm Bộ chẳng nhập Niết Bàn, ngày nay ở Tây Phương thỉnh thoảng vẫn còn có người nhìn thấy. Kinh văn, bấy giờ Thế Tôn tới 2000 người chăng, tán rằng đây là phần thứ 3, nói về việc thụ ký cho 2000 người có 4 phần nhỏ. 1. Phật thấy hỏi. 2. A Nan đáp. 3. Phật chính thức thụ ký biệt cho. 4. 2000 người đó hoan hỷ lĩnh thụ, đây là phần đầu. Nhu nhuyễn có nghĩa là điều thuận căn thục, tịch nhiên nghĩa là tâm trong lắng, thấu hiểu được diệu lý, thanh tịnh chẳng bị mê hoặc phiền não. Nhất tâm có nghĩa là chẳng còn có tư tưởng khác. Kinh văn, đúng thế, đã thấy, tán rằng đây là A Nan đáp. Kinh văn, A Nan tới hộ trì pháp tạng, tán rằng đây là ký Trường Hàng có 2, 1 ký nhân, 2 ký quả, đây là mục đầu. Kinh văn, cuối cùng đồng thời tới thầy đều đồng đẳng, tán rằng dưới là quả ký có 2, 1 danh hiệu giống nhau, 2 các thứ khác giống nhau. Kinh văn, bấy giờ Thế Tôn tới sau sẽ thành chính giác, tán rằng trong đây có 5 tụng chia làm 5, đây có 2, 1 tụng nêu lên 2, 1 tụng về nhân. Kinh văn, ở các nước 10 phương tới dần dần nhập Niết Bàn, tán rằng đây có 3, 1 tụng nêu danh hiệu giống nhau, 4, 1 tụng nêu tên nước giống nhau, 5, 1 tụng nêu tên thần dụng giống nhau, Trường Hàng không có mục này. Kinh văn, bấy giờ học vô học tới như được dưới cam lộ, tán rằng đây là mục thứ 4, 2000 người hỷ lĩnh. Kinh Pháp Hoa Huyền Tán quyển thứ 8 phần trước đã xong. Năm Bảo An thứ 3 tháng Chạp ngày 16, Sư Tăng Giác chùa Pháp Long dùng bản của Viên Như Phòng chùa Hưng Phúc đem in, khuyên điểm đã xong. Để Pháp được trụ lâu dài, vãng sinh cực lạc, các bản đều là bản khuyên điểm bằng son. Dùng bản khuyên son đó đem in, dùng bằng son cả cũng không được. Cho nên bản này là bản viết tay, về hình thức tự nó đã khác với bản in. Quyển thứ 8 phần sau, Sa môn Quy Cơ chùa Đại Từ ân soạn, phẩm Pháp Sư, 3 môn phân biệt, 1 nói rõ dụng ý, 2 giải thích tên phẩm, 3 giải đáp thắc mắc. 1 nói rõ dụng ý, có 3 ý, 1 trên kia phẩm đầu tiên là phẩm tựa, thuật rõ nhân do, thứ đến 8 phẩm gọi là chính tông, trước hết dẫn phẩm tín giải nói rằng nay trong kinh này chỉ thuyết nhất thừa, phẩm này lại nói thêm mở môn phương tiện, nói rõ tướng chân thực. Tức là lấy nhất thừa làm tông chỉ của cả bộ kinh, kinh tông, dẫn dụ lại bất định tính trong nhị thừa, hơn nữa đều thụ ký cho. 18 phẩm cuối gọi là lưu thông, phần lưu thông kinh này chẳng phải là dẫn dụ hạng nhị thừa thoái thất đại tâm, chỉ hạng không phát tâm tu đại thừa, càng không có chỗ nào khai quyền hiển thực. Chính thuyết nhất thừa vì tuy phẩm này và phẩm trì có ít bát bộ tỳ kheo ni, vân vân được thụ ký, nhân nói tới tổng ký, nhưng chẳng phải là thuyết thêm về nhất thừa để khuyến dụ họ
khiến họ tu học rồi thụ ký cho mà đều là lưu thông cả. Trong lưu thông chia làm 3. Bốn phẩm đầu là tán trọng lưu thông, tán thán pháp, tán thán người là đáng tôn đáng trọng, khiến sinh lòng hoan hỷ, ngưỡng mộ. Bảy phẩm sau là học hạnh lưu thông, học tập Hoằng Dương Kinh này, chính hạnh trợ hạnh khiến không thương tổn, hủy hoại. Tám phẩm cuối là phó thụ lưu thông, vì thị hiện tướng Phật, phó trúc và đệ tử vâng mệnh tuân hành. Đây cũng tức là phần lưu thông của ba vòng thuyết pháp. Hỏi trong các kinh khác phần lưu thông văn ít nghĩa gọn, nay trong kinh này cớ sao phần lưu thông lại rộng như vậy? Đáp: dưới phẩm này nói số kinh mà ta đã thuyết nhiều vô lượng ngàn ức, trong số đó kinh này khó tín giải nhất, bí yếu chư Phật thường tụ thủ hộ, từ xưa tới nay chưa từng thuyết minh rõ, ý nghĩa tôn chỉ sâu xa, kẻ sinh tín giải ít, cho nên phần lưu thông của kinh này nhiều hơn kinh khác. Hơn nữa giáo hóa đại cơ hạng có căn cơ đại thừa, dễ có thể thành thục, có giáo hóa lại hồi tâm thì khó tín giải, cho nên lưu thông phải nhiều, phải dùng đủ mọi cách để khuyến khích động viên. Trong bốn phẩm đầu về tán trọng lưu thông, ba phẩm đầu là tán trọng, phẩm chỉ sau là lưu thông. Trong ba phẩm đầu, phẩm pháp sư nói rõ, ở kinh này dù người hay pháp đều đáng tôn trọng, đáng làm khuôn phép. Phẩm bảo tháp nói rõ pháp đáng trọng, trốn thuyết kinh này, tháp vọt lên để nghe pháp. Phẩm thiền thủ cũng thuyết minh về pháp, nhưng dụng ý là thuyết minh về người Hoằng Dương được kinh này, người đó đáng trọng. Chính là vì trọng pháp cho nên người đó đã chẳng tiếc thân mệnh, lấy thân mình làm giường. Còn phẩm trì thì tóm tắt cả nội dung của ba phẩm này. Tán trọng có nghĩa là có nghĩa rộng, cho nên nguyện lưu thông. Cho nên bốn phẩm trên gọi là tán trọng lưu thông. Hai phần lưu thông khác tới văn sẽ giải. Đó chính là lý do đầu tiên sở dĩ vì sao mà có phẩm này. Hai thuyết 19 phẩm gọi là chính tông. 12 phẩm đầu thuyết minh về cảnh nhất thừa, trong chia làm 2 phần. 8 phẩm trên chủ yếu thuyết minh về quyền thực, về ba loại căn cơ được thủ ký. 4 phẩm dưới khen người khen pháp, khuyến khích chỉ hành. Phân tích 4 phẩm chẳng khác lưu thông, cho nên có phẩm này. 3. Trong luận có 7 dụ, 3 bình đẳng, 10 vô thượng. Vô thượng thứ 10 là thị hiện thắng diệu lực vô thượng, là dư tàng tu đa la thuyết, tức là điều mà luận nói. Dưới là thị hiện hai loại lực, pháp lực và tu hành lực. Pháp lực có 5, 1 chứng, 2 tín, 4 nghe pháp, 5 động trì, đọc tụng trì thuyết, 3 cúng giảng. 4 phẩm đầu đều là các phẩm nói về Di Lặc, là các phẩm phân biệt công đức và tùy hỷ công đức, vì đều là bảo Di Lặc. Riêng một phẩm thường tinh tiến ở sau, tức là phẩm pháp sư công đức, vì là bảo với thường tinh tiến. Tu hành lực có 7, 1 trì lực, 2 thuyết lực, 3 hành khổ hạnh lực, 4 giáo hóa chúng sinh hành khổ hạnh lực, 5 hộ chúng sinh chư nạn lực, 6 công đức thắng lực, 7 hộ pháp lực. Trì lực có 3 phẩm, pháp sư, an lạc hạnh và trì phẩm. Đầu tiên là phẩm pháp sư thuyết minh chung về người và pháp, năng trì và sở trì. Sau đến phẩm an lạc hạnh thuyết minh về pháp tu hành của người trì kinh. Cuối cùng là phẩm trì thuyết minh về người năng trì, cho nên cả ba phẩm đều gọi là trì lực. Trên phân tích về quyền thực chủ yếu là để dẫn dụ cho căn cơ nhị thừa, chứ chưa thuyết về năng trì sở trì đáng tôn đáng trọng, nên nói rõ nghĩa này cho nên mới có phẩm này. 3. Hai giải thích tên phẩm. Đáng làm phép tắc, đáng được giữ gìn thì gọi là pháp. Đáng để học tập, đáng làm khuôn mẫu thì gọi là sư. Giáo này đáng là phép tắc, lý này đáng để giữ gìn, hai thứ ấy đều gọi là pháp. Pháp này đáng để học tập nên gọi là pháp sư. Cho nên Kinh Niết Bàn nói rằng thầy của chư Phật đó là pháp đấy. Kinh Di Giáo nói Ba La Đề Mộc Xoa là vị thầy cả của ngươi. Trong phẩm này tán thán kinh là đáng trọng. Pháp chính là thầy cho nên gọi là pháp sư. Pháp này là pháp sư. Người học được pháp thì có thể làm khuôn mẫu để dạy dỗ đào tạo muôn vật. Thầy có pháp, đó gọi là pháp sư. Người ấy pháp sư, phẩm này thuyết minh rộng về vấn đề này, cho nên gọi là phẩm pháp sư. Trong phẩm này nói cả hai pháp và người học đều gọi là pháp sư, nghĩa chung cho cả hai là hay. Ba giải đáp thắc mắc. Hỏi pháp sư là chỉ những người hoằng trì kinh này cả lúc Phật sinh tiền và sau khi Phật diệt độ, hay là để chỉ những người như thế sau khi Phật diệt độ? Đáp,
đều gọi là pháp sư cả. Trong này phần lớn là chỉ loại sau khi Phật diệt độ được gọi là pháp sư, còn những vị hiện tại được gọi là đệ tử, song hiện đã được thụ ký, trong này cũng nói là được danh hiệu pháp sư. Thêm nữa, vì người hiện tại thụ trì thì dễ nên lược đi mà chẳng nói tới, còn người thụ trì sau khi Phật diệt độ mới là khó, cho nên chỉ riêng loại này mới được danh hiệu pháp sư. Thêm nữa, người hiện đang học tập gọi là đệ tử, còn bát bộ vân vân cũng gọi là pháp sư. Hỏi: phẩm trì cũng trì kinh này lại cũng đáng làm phép tắc, cớ sao chỉ riêng phẩm này được gọi là phẩm pháp sư? Đáp: tuy nêu tên chung nhưng lại là tên gọi riêng vì không có khả năng nào khác. Các phẩm khác còn có nghĩa khác có thể đặt tên, huống hồ trong này ca ngợi cả hai người và pháp đều đáng làm thầy. Thêm nữa, phẩm trì hiện tại thuyết pháp thì gọi là trì, còn đây là khuyến khích tán thán tài năng nổi trội sau khi Phật diệt độ, cho nên gọi là phẩm pháp sư. Hỏi: phẩm này cũng có thụ ký, cớ sao chẳng gọi là phẩm thụ ký? Đáp: vì việc này ít cho nên đặt tên theo nhiều. Kinh văn: bấy giờ Thế Tôn tới Tam Bồ Đề tán rằng phần lớn trong phẩm này có hai đoạn, trường hàng và tụng đoạn đầu thuyết minh về nhân pháp sư, trường hàng và tụng đoạn sau thuyết minh về pháp pháp sư. Đoạn đầu có hai phần, đầu tiên là thuyết minh về pháp sư hiện ở trước Phật, sau đó thuyết minh về pháp sư trọng hiện ở trước Phật. Đây là phần đầu. Vì Dược Vương chỉ kinh này đã lâu, tự thiêu thân mình để cúng dường, cho nên gọi tên Dược Vương. Nhân Dược Vương mà bảo với 8 vạn người, dùng ý chính là bảo các vị đó được thụ ký. Trong số được thụ ký có các loại bát bộ tứ chúng tam thừa khác nhau. Biện trung biên luận: nếu 10 pháp hành, mỗi một pháp hành lại có 4 hành, 1 tự tác tự mình làm, 2 khuyến tha khuyến khích người khác làm, 3 tán thán ca ngợi, 4 khánh úy chúc mừng úy lạo. Nay tùy hỷ tức là tán thán chỉ nêu một thứ làm ví dụ cho các thứ khác. Do thiện căn nhỏ mà được bồ đề thì chỉ như ánh mặt trời mới mọc có công dụng xua tan bóng tối, trí cảnh tỏa sáng thì có thể đoạn trừ ngu si. Cũng như mây giáng mới đùn đã có khả năng giúp cho muôn cỏ, lòng từ bi mới dấy lên sẽ mang theo bóng giọt che chở cho chúng sinh. Tùy hỷ một câu sẽ được bồ đề, tín giải kinh này nhất định chứng quả. Điều đó có gì mà phải nghi hoặc nữa? Kinh văn: Phật bảo Dược Vương tới Tam Bồ Đề ký tán rằng dưới là thuyết minh về pháp sư hiện chẳng ở trước Phật, có hai phần. Đầu tiên là nói về loại nghe pháp xong thì liền tùy hỷ, sau đó là thuyết minh về 6 loại chính hạnh của pháp sư. Đây là phần đầu. Người thực sự ưa nghe thuyết pháp công đức vô lượng, nay chỉ nêu một loại nghe pháp tùy hỷ để làm ví dụ cho các hạnh khác là tự tác, khuyến tha, khánh úy, công đức kể sao cho xiết. Thêm nữa, trên là giải thích về pháp sư mới học, còn dưới là giải thích về pháp sư học lâu vì là Đại Bồ Tát. Kinh văn: nếu lại có người tới chắp tay cung kính tán rằng dưới là thuyết minh về 6 loại chính hành của pháp sư, có 2 phần. Đầu tiên thuyết minh về 6 loại chính hành của pháp sư bi nguyện tới đây, sau đó là đoạn từ sau khi ta diệt độ, ai có khả năng riêng vì một người mà thuyết kinh pháp hoa trở xuống. Thuyết minh về 6 loại pháp sư là đáng tôn đáng trọng. Trong phần đầu lại có 2 phần nhỏ. Đầu tiên là thuyết minh về một câu kệ ít pháp hành, sau đó là đoạn từ huống chi là hết sức thụ trì trở xuống, thuyết minh về nhiều pháp hành. Trong phần đầu nhỏ này lại chia làm 2 phần. Phần đầu nêu rõ người tu hành 6 hạnh đã ở chỗ chư Phật thành tựu bi nguyện mà sinh ở cõi người này. Phần sau là đoạn từ nếu có người hỏi loại chúng sinh nào trở xuống, nói rõ thắng nhân này tới đời sau sẽ làm Phật. Phần đầu này lại có 2 mục. A. Đầu tiên là thuyết minh về 6 loại pháp sư. B. Sau đó là thuyết minh về bi nguyện quay lại sinh ở nhân gian. Đây là mục đầu. 6 loại pháp sư gồm: 1. Thụ trì, 2. Đọc, 3. Tụng, 4. Giải thuyết, 5. Thư tả, sao chép, 6. Cúng giảng. 5 loại pháp sư đầu chỉ thực hành đối với một bài kệ trong kinh, còn loại pháp sư cuối thực hành hạnh cúng giảng thì cung kính đối với một bài kệ hay một quyển kinh cũng đều là tu hạnh cúng giảng. Hòa hương vân vân đủ các loại, đó là tài cúng giảng vậy. Bắt đầu từ cung kính coi như Phật cho tới chắp tay cung kính, tổng cộng có 13 thứ. Tôn trọng kính coi như Phật, đó là ý nghiệp, chắp tay cung kính đó là thân nghiệp. Đây là 2 loại nội tài, tùy hỷ trước, đây là ngữ nghiệp.
ngoài các thứ này ra đều là ngoại tài. 10 pháp hành gồm: 1. Thư tả sao chép, 2. Cúng giảng, 3. Thí tha bố thí cho người khác, 4. Thính văn nghe pháp, 6. Thủ trì, 7. Chính khai diễn, 8. Đọc tụng, 9. Tư duy, 5. Mở đọc, 10. Tu tập. Đây nêu lên các hành dễ chỉ nói tới 6 loại, còn 4 loại khác là thí tha, thính văn, tư duy, tu tập là các hành khó cho nên chẳng nói. Đối với cả quyển kinh nói là cúng giảng, còn 5 thứ pháp hành khác là đối với một kệ, vì là bổ sung thuyết minh lẫn cho nhau, vì nặng nhẹ khác nhau, khó dễ khác nhau. Kinh văn, Dược Vương nên biết, tới sinh ở cõi người này. Tán rằng đây là thuyết minh về bi nguyện nên quay trở lại sinh ở nhân gian. Vì ở đây nếu kể ngôi vị và xem xét về nhân thì lẽ ra chẳng quay lại nữa. Kinh văn, Dược Vương nếu có người hỏi tới ắt được thành Phật. Tán rằng dưới là nói rõ thắng nhân này đời sau sẽ được thành Phật có hai phần. Đầu tiên là nêu lên, sau đó là giải thích. Đây là phần đầu. Kinh văn, vì sao vậy? Tới mà cúng giảng vị đó, tán rằng dưới là phần giải thích, có hai phần. Phần đầu nói rõ người là bậc tôn quý, đáng để cúng giảng. Phần sau nói rõ ngôi cao, bi nguyện sinh ra ở đây. Đây là phần đầu. Chữ chiêm có nghĩa là xem, phụng, chỉ ý cung kính. Rất khế hợp với tâm Phật, vì khéo thông đạt đạo lý. Do thắng nhân này mà sẽ được thành Phật, vì lợi ích lớn. Kinh văn, phải biết người này, tới kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tán rằng đây là thuyết minh về ngôi cao bi nguyện sinh ở nơi đây, vì có khả năng thuyết kinh này là bậc thánh già, chẳng thế thì sao lại gọi là Đại Bồ Tát. Hoặc ngay tại hạng phàm phu, nhưng tu học lâu khác hẳn với hạng nhị thừa cùng hạng sơ học, thì gọi là Đại Bồ Tát, vì Bồ Tát là tên gọi chung cho cả nhị thừa, hữu học và hạng sơ học. Hoặc thành tựu phát tâm Bồ Đề sẽ được thắng quả, vì đã thành cá nhân rồi cho nên có thể thuyết kinh này. Kinh văn, huống hồ hết sức tới diễn giảng rộng kinh này. Tán rằng đây là thuyết minh về nhiều pháp hành, vì xả bỏ tịnh nghiệp quả, chẳng vãng sinh tới cõi tịnh độ trên trời và hai cõi trên, sắc giới, vô sắc giới mà sinh ở chốn này. Trí độ luận nói, Bồ Tát bất thoái vì yêu pháp sâu sắc, cho nên nghe pháp thì tâm lắng sâu, lông chân người đều dựng đứng, nghĩ tới đức tử bi của Phật thì cảm động ứa nước mắt, nghe pháp thâm diệu thì đại hoan hỷ. Ví như quân thua trận sợ hãi ngã lăn ra đất chết ngất đi, họ hàng thân thiết thấy thế muốn biết là còn sống hay không, bèn cầm gậy mà quất nó, thì nó trở dậy ẩn vào xe, nếu chẳng dậy ẩn vào xe thì biết là nó chẳng còn sống. Bồ Tát cũng thế, nếu nghe thuyết về công đức diệu lý của Phật mà hoan hỷ giận tóc, sắc mặt biến đổi, buồn thương khóc lóc, thì phải biết loại này ắt được Bồ Đề. Khác với loại trên, loại nghe kinh không hề có tướng gì khác, nên biết rằng loại này không có phần Bồ Đề. Bát Nhã Luận nói, phúc chẳng thú Bồ Đề, nhị năng thú Bồ Đề, huống chi là hết sức thụ trì đối với kinh này, nếu chẳng phải là Đại Bồ Tát thì không có sự bi mẫn đó. Kinh văn, nếu thiện nam tử ấy tới thuyết cho người một cách rộng rãi, tán rằng dưới là thuyết minh về 6 loại pháp sư đáng tôn đáng trọng. Văn chia làm 2 phần, đầu tiên thuyết minh về 5 điều đáng tôn trọng, sau đó là giải thích lý do vì sao 5 điều đáng tôn trọng là: 1. Người thuyết kinh là sứ giả của Phật. 2. Phỉ báng người đọc tụng kinh này thì tội còn lớn hơn là tội đối với Phật. 3. Đọc tụng kinh Phật trang nghiêm. 4. Ở đâu cũng được 8 lễ. 5. Đáng được 4 sự cúng dường. Đây là phần đầu. Bà nghiệp thuận theo Phật cho nên trở thành sứ giả của Phật. Sứ là ý nghiệp, khiển là ngữ nghiệp, sự là thân nghiệp. Thêm nữa, truyền bá Phật giáo là sứ, dùng lời Phật gọi là khiển. Giống với Phật hành đó gọi là sự, vì mọi hành vi trong ba nghiệp của Phật đều là dùng pháp này mà làm lợi ích cho chúng sinh. Riêng thêm một câu, thì giống Phật nghiệp, công khai thuyết nhiều lý lẽ thì đúng với Phật hạnh. Kinh văn, Dược Vương nếu có kẻ ác tới tội nó rất nặng, tán rằng đây là điều thứ hai, kẻ phỉ báng kinh tội còn lớn hơn là tội đối với Phật vì đời ác gây tổn hại nhiều. Kinh Đại Tập nói, phỉ báng chửi bới tỳ kheo phạm giới, còn tội lớn hơn làm chảy máu thân mình của vạn ức Phật. Kinh Đại Bát Nhã Hội Thắng Thiên Vương viết rằng, nếu giết số Phật nhiều như số vi trần của đại thiên thế giới thì tội vẫn còn nhẹ, phỉ báng kinh này tội còn hơn thế, mãi đọa vào địa ngục không có ngày ra.
Này tội phỉ báng kinh này, kinh Pháp Hòa cũng giống như thế. Nếu tổn hại Phật mà chẳng gây tổn hại cho việc tu hành nhị lợi, bởi vì Phật chẳng sinh phiền não. Còn nếu tổn hại người đọc tụng kinh, gây tổn hại cho việc tu hành nhị lợi, thì người đó sinh phiền não. Thêm nữa, dẫu hủy báng Phật, Phật không yêu ghét, chẳng bỏ việc thuyết kinh lợi ích càng lớn. Còn nếu hủy báng người đọc tụng kinh, vì họ còn phân biệt kẻ oán người thân, cho nên sẽ phế bỏ việc tu tập. Lại nữa, chửi Phật rất khó, chửi người đọc tụng kinh rất dễ. Để dân đừng làm như vậy, cho nên thuyết giảng điều này. Thêm nữa, lúc Phật có ở đó thì chúng sinh căn cơ thắng trội. Dẫu có kẻ chửi Phật, nhưng người khác thiện tâm bất thoái. Tuy tự mình bị tổn hại nặng, nhưng người khác bị tổn hại nhẹ. Sau khi không có Phật nữa thì câu uế của chúng sinh nặng nề. Nếu phỉ báng người trì kinh, mọi người nghe thấy rồi, thì phần nhiều sẽ thoái đạo tâm, tự và tha đều bị tổn hại nghiêm trọng, cho nên đặt ra thuyết này. Kinh Hòa Thủ nói, nếu người nào hại loạn tâm bồ đề thì đó chính là đã hủy diệt ánh sáng đại pháp của mọi chúng sinh. Tội sẽ lớn hơn tội ngũ nghịch đọa vào địa ngục vô gián, vì ngũ nghịch vô gián chẳng hủy hoại mọi Phật pháp. Hủy bồ đề tâm tức là hủy hoại mọi Phật pháp. Thêm nữa, sau khi Phật diệt độ, người y pháp đọc tụng rất khó có. Người có thể làm bậc thiện hữu của chúng sinh ở đời ác thế cũng rất hiếm. Cho nên tội chửi bới người đọc tụng kinh này còn nặng hơn là tội chửi Phật. Chữ đọc là tử, chửi bới. Chữ hủy, viết thế là sai. Ngọc Thiên nói dùng miệng mà bới móc phỉ báng thì gọi là tử ha. Chữ bới của trách, chửi bới của trách. Kinh văn Dược Vương tới gánh nặng trên vai, tán giảng đây là điều thứ ba. Đọc tụng Phật trang nghiêm có đủ mọi đức của Phật, bởi vì đọc tụng kinh này sẽ có đủ mọi thứ trang nghiêm như tướng hảo vân vân. Kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Tát có 10 loại trang nghiêm. 1. Đại từ trang nghiêm vì cứu hộ mọi chúng sinh. 2. Đại bi trang nghiêm vì nhẫn được mọi thứ. 3. Đại nguyện trang nghiêm vì những thứ đáng phát nguyện thảy đều rốt ráo. 4. Hồi hướng trang nghiêm vì kiến lập nhất thiết chư Phật công đức diệu trang nghiêm. 5. Công đức trang nghiêm vì làm lợi ích cho mọi chúng sinh. 6. Ba la mật trang nghiêm vì độ thoát mọi chúng sinh. 7. Trí huệ trang nghiêm vì trừ diệt phiền não ngu si ám cho mọi chúng sinh. 8. Phương tiện trang nghiêm vì sản sinh thiện môn các thiện căn. 9. Nhất thiết trí tâm kiên cố bất loạn trang nghiêm vì chẳng ưa thích các thừa khác. 10. Quyết định trang nghiêm vì diệt trừ được mọi nghi hoặc đối với chính pháp. Cho nên Kinh Thắng Ma nói, thiện nam tử nhiếp thụ chính pháp gánh vác nhiệm vụ nặng nề. Người trí kinh chẳng những có khả năng gánh nổi tứ sinh, chỉ chung mọi loại chúng sinh, mà còn gánh được gánh nặng trên vai Phật, cho nên được Phật coi trọng vì xứng với tâm Phật. Chữ vi có hai nghĩa, làm bị. Trên kia là nghĩa bị, nói nghĩa làm là tự gánh. Còn gánh cái gánh đại bồ đề ở trên vai Phật nữa, tức là gánh cái gánh an nộ bồ đề vậy. Chữ có âm đọc là hà, theo Ngọc Thiên còn có âm đọc là hạ, có nghĩa là gồng gánh, gánh vác. Kinh văn, người đó đến đâu tới nên đem cúng dường. Tán dường đây là điều thứ tư, ở đâu cũng được ca ngợi lễ bái, được người tôn trọng vì ở vào chỗ tốt. Điều thứ năm là đáng được bốn sự cúng dường vì là phúc điển chân thực. Vì đáng được hưởng thụ rượu cúng dường, chữ soạn chỉ các thứ ẩm thực, đồ ăn thức uống cơm nước, chỉ cỗ bàn, có chỗ viết là. Kinh văn, sở dĩ như vậy là vì sao? Tới Tam Bồ Đề, tán rằng, đây là giải thích nguyên nhân vì kinh Pháp Hoa này tối thâm mật, cho nên chẳng phó chúc cho An Nan, chỉ phó chúc cho Dược Vương, vân vân, vì là cực kỳ bí mật. Ví như dùng chất độc để làm thuốc trị bệnh thì chỉ có bậc đại y dược mới dùng được. Hạng thầy quen thì chẳng có khả năng, cho nên phó chúc cho Bồ Tát, chẳng phó chúc cho Thanh Văn. Để giáo hóa hạng Thanh Văn, cho nên nói rằng, những người này khi được nghe Pháp, trong chốc lát sẽ đắc cứu cánh Đại Bồ Đề. Ý nói là vì kế hợp với chân lý nên tự mình đắc quả, nên khiến người khác đắc quả. Kinh Văn, bấy giờ Thế Tôn tới cùng cúng dường người trì kinh, tán rằng dưới là 16 tụng, chia ra làm 3 phần. Hai tụng đầu thuật trường về lý do khiến Pháp Sư đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường. 13 tụng sau tụng về đức của Pháp Sư trên. Một tụng cuối các luận Pháp hay cho nên người đáng tôn trọng. Đây là phần đầu chia làm hai. Một tụng đầu nói về đắc nhậm vận trí, tức chân trí tính, chân lý nhị không. Một tụng sau tụng về đắc mọi loại chân trí tướng, tức là hậu đắc trí cùng với trí tuệ, tức căn bản trí, vì chia làm hai.
khuyên tự thủ trì và cúng dường người thủ trì. Đối với tự nhiên trí, chỉ khuyên cúng dường nói rõ do tự thủ trì mà được trí ấy, vậy còn có gì mà phải nghi hoặc nữa. Kinh văn, nếu ai thủ trì được tới thuyết rộng pháp vô thượng, tán rằng dưới là 13 tụng, tụng về đức của pháp sư nói trên, trong chia làm hai phần, phần đầu gồm 3 tụng, ca ngợi pháp sư thắng trội, phần sau gồm 10 tụng, nói về ý đáng tôn đáng trọng. Phần đầu này chia làm 3, một tụng đầu sứ giả của Phật, một tụng sau xả bỏ cõi tịnh độ, một tụng cuối tùy nguyện tự tại. Kinh văn, nên dùng hương hoa trời tới cúng dường người thuyết pháp. Tán rằng dưới là 10 tụng, tụng về đáng tôn đáng trọng, chia làm 2 phần. 4 tụng đầu chính diện ca ngợi pháp sư đáng tôn đáng trọng. 6 tụng cuối so sánh tội phúc khuyên phải tôn trọng. 4 tụng đầu chia làm 2, 1 tụng đầu trọng thuyết pháp, 3 tụng sau trọng thụ trì. Đây là phần đầu. Vì người thuyết pháp tự nhiên ắt được quả báo thắng diệu, cho nên chỉ tán thán sơ qua. Như Khế Kinh nói rằng, nếu người có giới đủ, tuy yếu kém mà lại có thể biện thuyết làm lợi cho nhiều người, thì cũng coi như Phật là bậc đại sư đáng được cúng giảng tương tự như vậy. Vì yêu quý người đó đã khéo thuyết pháp. Cầu Xá Luận cũng nói, cúng giảng cho cha mẹ ốm, pháp sư, Bồ Tát tối hậu thân, dù chẳng chứng thánh thí quả cũng vô lượng. Kinh văn, ta diệt rồi đời ác, tới làm việc của Như Lai, tán rằng đây là 3 tụng nói về trọng thụ trì. Một tụng khuyên kính, một tụng cúng dường, một tụng sứ giả của Phật, diễn thuyết, đọc tụng vân vân đều là thụ trì. Kinh văn, nếu ở trong một kiếp tới tội ấy còn hơn thế. Tán rằng đây là 6 tụng nói về so sánh tội phúc khuyên nên tôn trọng, chia làm 2 phần. 2 tụng đầu so sánh tội, 2 tụng sau so sánh phúc, đây là phần đầu. Kinh văn, có người cầu đạo Phật tới phúc ấy còn hơn thế. Tán rằng 4 tụng dưới chia làm 2 phần, 2 tụng đầu so sánh đối với Phật, 1 tụng sau so sánh việc nghe pháp với việc cúng dường, đây là phần đầu. Tán thán Phật dễ cho nên tâm khinh lợi ít, tán thán người chỉ kinh khó cho nên tâm trọng lợi nhiều, vì tự tha có sự nhiều ít khác nhau giải thích theo như trước. Kinh văn, ở 80 ư kiếp tới ta nay được lợi lớn, tán rằng đây là việc nghe pháp so sánh với việc cúng dường, vì tài cúng, pháp cúng có sự hơn kém khác nhau. Pháp cúng dường chỉ là chỉ nghe pháp vậy. Kinh văn, Dược Vương nay bảo ngươi tới pháp hoa tối đệ nhất, tán rằng đây là phần thứ 3 của một tụng cuối của 16 tụng chia làm 3 phần. Như nói ở trên, kết luận vì pháp thắng trội nên người thành ra đáng tôn trọng. Kinh văn, bây giờ Phật lại bảo tới khó tin, khó hiểu. Tán rằng đây là đoạn thứ 2 thuyết minh về pháp, pháp sư. Trong đó đầu tiên là trường hàng, sau đó là kệ tụng. Trường hàng có 3 phần. 1. Đầu tiên là thuyết minh về pháp khó tin, khó hiểu, chớ tuyên truyền bậy. 2. Thứ đến là thuyết minh về xá lợi pháp thân, cần phải được cúng dường, đó là đoạn từ khắp mọi nơi chốn, dù là thuyết giảng hay là đọc tụng trở xuống. 3. Cuối cùng là thuyết minh về nghi thức, quy tắc thuyết pháp, đó là đoạn từ nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào sau khi Như Lai diệt độ bốn vị bốn chúng trở xuống. Trong phần đầu lại có 2 phần, đầu tiên nói rõ pháp sư thâm diệu, sau đó nói rõ do nhân pháp sư này mà lại thành thắng đức. Trong phần đầu này lại có 2 phần, phần đầu pháp khó tin khó hiểu, phần sau chớ tuyên truyền bậy, đây là phần đầu. Trong kinh ba đời, kinh này là khó tin khó hiểu, vì khiến người ta bỏ quyền mà lấy thực, vô sinh mà lại hữu sinh, cho nên biết là khó tin. Đạo lý u huyền phải vòng vèo rồi mới chứng được, cho nên biết là khó hiểu. Kinh văn, Dược Vương kinh này tới huống hồ sau khi diệt độ, tán rằng dưới là phần chớ tuyên truyền bậy. Từ truyền thụ bậy cho người trở lên, gian bảo chớ tuyên truyền bậy. Từ chư Phật trở xuống giải thích lý do, Phật thường tự giữ chưa từng diễn thuyết công khai, nay mới diễn thuyết về kinh này. Phật tại thế tự mình thuyết kinh này, mà trong hạng thanh văn còn có hạng hoán giận, ghen ghét, tầng thượng mạn đứng dậy giải bỏ chỗ ngồi chẳng nghe. Vốn là sau khi Phật diệt độ thì họ sẽ phỉ báng chẳng tin.